chưa có video nào chơi Nico Soroka nhỉ? Đúng. Xin chào các bạn, đây là series Chơi Cờ Với Nắng. Nico này chứ không phải là Nico này. Bro. Là một con tướng vừa có khả năng chống chịu tạo lá chắn tốt, vừa gây sát thương khá là ổn. Đặc biệt khi mà nó kết hợp với Soroka, kích hoạt can trường và hiệu triệu nhân, thì chúng ta sẽ có một bài đấu công thủ toàn diện, tỷ lệ vào top cao và khiến lobby nở hoa ớt đấy. Trận này mình chơi với lõi cặp đôi hoàn cảnh ngon vãi trưởng luôn, chỉ ngon sau bánh của mình bán thôi. Tranh thủ quảng cáo tí thì mình đang bán bánh và trà sữa, có bán trên Instagram, Shopee Food và Grab Food. Bạn nào có người yêu thì mua tặng người yêu, bạn nào không có người yêu nhưng mà vẫn cần một tí ngọt ngào thì nhớ là mua ăn thử xong rồi feedback cho mình nhé. Link bán thì mình để ở dưới comment. Còn giờ thì mình quay trở lại nội dung chính của video đây. Vùng đất Isan Somaxa được vote cho trận đấu này. Về Legend thì không có gì thay đổi cả, vẫn là huyền thoại Poro Flexible của Pro Lắng. Đồ khởi đầu Somaxa quái của mình là một đai máu, một kiếm BF và một cái cung gỗ. Xuất hiện luôn chiếc lõi kim cương để tăng phần kịch tính của trận đấu ngay từ những giây đầu tiên. Vương miện hắc hóa không được tin dùng ở đầu trận. Với cả bài thì toàn một sao thế này, lấy lõi này chỉ có cấu hút cút loại. Tín đồ mua sắm cũng là một cái lõi không được ưu tiên cho meta này. Giữ lại ân chủ của Bụt vì đây là một cái lõi có thể đánh loose và comeback ở level 7. Roll thử lõi 1 thì thấy có cặp đôi hoàn cảnh, một chiếc lõi không thể ngon hơn dành cho bộ cờ Nico Soroka, nên là mình chọn ngay, không quên roll hai cái lõi kia cho vui cái tay. Ôi mẹ nhỉ. Có sẵn rất nhiều đôi trên sân, nào là Grace, Milio, Redstone, Poppy. Sự lựa chọn của mình là up level 4 và đép bằng cặp đôi Milio, Redstone ở round này. Thua đẹp ngay từ round đầu tiên chỉ với một chết trước nhà level 4 vì họ đã lắp đồ ánh sáng rồi. Poppy mời gọi mình lên 2 ngay vòng sau. Tuy nhiên là sau khi tính toán và check bài một lúc thì Echo sẽ là điều cần thiết hơn. Mình bán đi 3 cặp đôi trên sân để tích đủ 10 tiền và chỉ cho Soroka vào. Gặp một nhà lối đi riêng ngay ở round này mà cứ ngỡ như là họ chơi cặp đôi. Cho hẳn 2 con Soroka vào sân búp cho bó cẩn. Đấm mình 4 chết đau luôn. Đấy rồi, tinh hoa hội tụ Soroka rất yêu. Nico xuất hiện trong cửa hàng ngay vào sau đấy như một vị cứu tinh cho mình. Lắp nhanh đa sờ luôn cho Soroka để đánh thắng lại nha các bạn. Vì bài này nếu mà ra thêm một Soroka là mình có thể đánh win lại rồi. Làm gỏi dễ dàng bài đầu có bắn tỉa và hai vô pháp trong một nốt nhạc để có được chiến thắng đầu tiên. Áp cấp một cái để round sau có tỷ lệ ra Nico cho mình có cặp đôi. Thông minh lắm. Vòng bỏ phiếu đầu tiên mình cần đồ nên vote gói trang bị thành phần. Và cũng có ông này trong ý tưởng nên nó được chọn luôn. Nice. Nico xuất hiện ngay sau khi mình vừa vote xong. Thế là có luôn cặp đôi Nico quá ngon. Mở hai gói trang bị và lấy về mảnh kháng phép lắp huyết kiếm cho Nico. Gói còn lại lấy nước mắt để tí nữa lắp đồ cho Soroka. Cặp đôi Nico tầm này là quá mạnh, cộng với thêm một ít can trường từ Poppy, hai con Nico cứ thay nhau nở hoa. Hết máu thì Soroka bơm lên giúp mình có được chiến thắng thứ hai trước cái nhà level 5 này. Chiến thắng tiếp tục trước cái nhà Probill cùng chiếc lõi hình nộm lãng du để giúp mình nâng chuỗi thắng lên con số 3 cùng với 20 tiền tích được. Một găng, một kiếm BF và khá tiền là quà mà mình nhận được sau khi đập đá. Cặp đôi gặp cặp đôi, mình chơi Soroka Nico thì ông này chơi Quiena Grace. Dễ hiểu thì carry của mình có cặp đôi và đều được chia đồ, còn ông này thì không có cặp đôi Quiena. Chiến thắng thứ 4 để tích 50 tiền và nổi lửa lên ba con ơi. Đang đà hăng máu muốn bón hành lobby thì game cho một cái lõi bạc như kiểu bảo là mày khoải. Kết nối gián đoạn chắc chắn sẽ là cái lõi được roll đầu tiên. Hộp Pandora khá là cần vì đồ mình chưa được ok lắm. Khổng lồ hóa thì không cần thiết vì mình mạnh mà. Bạn mình tin rồi. Truyền máu cũng phế nốt trong tình huống này. Chọn Pandora để tí nữa vẽ đồ cho đẹp hơn nha. Up level 6 sau khi chọn lõi, roll 2 nháy ra đúng hai con mình cần, đấy là một Taric, một Soroka để kích cặp đôi vào Targon. Vừa vui vì không tốn quá nhiều tiền để roll, vừa cười sặc sặc thì gặp ngay quả Warwick Đại Bác cùng đòi sáng. Chưa có giảm hồi máu, nó cào cũng không đau lắm nhưng mà cào nhanh quá, hồi phục lại làm cho team mình không thể kết liễu được. Tắt cười luôn, cay thật dị. 3.3 các mảnh đồ được đổi ra từ lõi. Mình lắp luôn được quyền năng cho Nico, quyền trợ cho Soroka. Nó mở ra sớm hơn thì có phải là giờ mình vẫn đang cháy rồi không? Cái chút giận lên cái nhà này đang đép bằng Zinix, lắp blue và kiếm súng, chắc là định đánh siêu cô. Một round đấu nguyên san. Lấy về kiếm BF ở chợ vì đã hết đồ, hết lựa chọn rồi. Nico muốn lên 2 ở vòng này nên đã xuất hiện trong cửa hàng. Mình roll nhẹ số còn 30 tiền để bắt lại một con Nico kích cặp đôi, đồng thời đánh lại chuỗi thắng. Nhà lối đi riêng ban đầu đấm mình nguyên nhà, bây giờ trả giá. Họ chỉ giết được một con Nico pha kè, còn lại thì bị mình đấm vỡ mồm luôn. Gặp một bài đấu mà mình vừa lên ở video trước, Nila băng nước. Ông này có chắc cú cho cả Nila hẳn cái đại bác ánh sáng mới chịu. Tanh thì cũng đã có 3 đồ nhưng mà chừng đấy là chưa đủ với Nico nhà mình. Chiến thắng vẫn dành cho nắng với một chết. Đánh sói được thêm hẳn 4 mảnh đồ khá là ngon vì mình đang cần thêm đồ. Lắp trước cái giáp trên người Taric để tí nữa làm cái giáp lửa là đẹp. Tiếp tục roll để update đội hình chứ không Echo lên 7. Mình roll xuống còn 30 tiền bắt được Soroka lên 2. Thêm một con Soroka nữa để kết cặp đôi. Nico, Taric cũng thêm một con. Hài lòng với lượt roll vừa rồi nên là mình dừng lại ở 30 tiền. Một nước mắt trên người Soroka fake.
tí nữa lắp giao điện vì mình thấy là bài này cần giao điện hơn nó sếp. Nico cầm ba đồ sẽ tối ưu hơn và đồ cuối mình sẽ lắp quyền trượng cho nó. Istan băng sẽ giúp cho cô nàng này sống lâu hơn, tích quyền trượng để có thể 1v9. Đối đầu với cái bài này đang đếp hướng Afe Silco can trường. Chiếc lõi trang bị đầy đủ có vẻ khá là hữu ích với bài ông này. Hách được hẳn ba đồ lớn, còn ba diễn ra quyết liệt mém tí thì mình thua. Giữ lại được chiến thắng này cũng giúp nắng thắp lửa lên lần thứ hai. Lõi vàng xuất hiện ở vòng 4.2, loại ngay từ đầu không phải hôm nay vì không hề liên quan. Có Pandora rồi cũng không cần nhà máy tái chế nốt. Thuật sư thiện chiến cũng không quá ngon với cái bài này. Roll cả ba thì có món quà tử sĩ phù hợp với lối chơi 1v9 nhất, nên là mình chọn về để tí nữa Nico gánh team. Roll xương xương xuống còn 20 tiền để tiếp tục update được thêm một số K2. Lắp luôn giao điện khi mà gom đồ vừa đổi ra cái cung. Gặp một nhà với bài đấu Modern Noxus. Modern được xem là tướng 4 tiền mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, cũng phải gục ngã trước Nico team mình. Chuỗi tháng 5 vừa có cũng đứt mạch trước cái nhà pro build hình nộm với 6 phù thủy. Mực 2 sao cầm 3 đô trưởng lực quá lực, hạ gục nhanh làm cho team mình không thể hồi máu kịp. Vòng đi chợ này chúng ta tiếp tục được vote. Mình thì vote trang bị thành phần, có ông thì vote vàng, có ông thì vote sách chọn ấn. Nhà lối đi riêng cầu xin thảm thiết là đừng lấy sách chọn ấn, em lối đi riêng anh ơi. Xem mà cười, cuối cùng thì nó rơi vào ông lấy sách chọn ấn thật. Cái lũ má buồn cười thật. Mở gói trang bị thành phần đi kèm lấy nốt đồ cho Nico. Roll tiếp để xem là nó có ra được Sovaka 3 không thì chưa ra được. Mình chỉ update được 82. Sách chọn ấn thì sẽ để round sau mới mở. Round này mình gặp cái ông đánh cặp đôi vô pháp lúc đầu. Thế deck nào mà level 6 Kata 3. Còn Quiana thì mới vẫn có 3 con. Xếp bài chưa chuẩn chỉ do mình bỏ quên nhà này. Mình thua một chết khá là đáng tiếc. Mở sách chọn ấn ra thì có mỗi cái ấn Istan là dùng được chứ không có ấn Targon. Thôi thì đánh 4 Istan cũng được. Gặp thêm một nhà Modern nữa và mình tiếp tục thua. Ông này có con Modern 2 cầm một diệt hai đại bác counter nhà mình. Đã vậy lại còn sắm con Japan 2 sao, châu ơi là châu. Đánh nốt mấy con chim và nhận về 4 mảnh đồ lắp vào con Bách Chư, thua 3 round rồi. Giáp lửa và dây chuyền được lắp cho Tarik trước. Mình bắt đầu roll xuống còn 10 tiền thì Nico lên 3. Soraka thêm món thứ 7. Gặp nhà lối đi riêng với rất nhiều từ bố tiền trên sân. Ông này đã bổ sung lực lượng đam cho thời gian khá ổn, nhưng tanh thì chưa trâu lắm. Nico của mình với hai cú nở hoa là đã dọn sạch hàng tanh rồi. Afe cần thêm tanh để có thể tích số, nên là hẹn ông bạn ở round sau tanh cứng hơn nhé. Chứ còn round này mình xin. Ông này lúc đầu lấy khuyến mãi lắp blue kiếm súng, bây giờ đã lên 8 xoay phù thủy. Có Ari đấy nhưng mà một sao thì gặp Nico của mình chỉ biết khóc thét. Tiếp ông này một vé lên bảng đến top luôn. Điên! Xếp lại counter là thắng ngay. Nhà vô pháp này giờ gặp mình để thua một chết như cái lúc mình thua họ vậy. Trận này khá là ác liệt ở đầu nên là sau khi kết thúc round vừa rồi thì top 4 cũng đã có người xin. Lấy nốt cái băng giáp về chứ cũng không biết lấy gì thêm. Đợi mãi không lắp được Sojin cho Soraka. Up level 7 round này mình roll thế nào nó lên 3 sao mất tiêu, nên là thôi cho nó cầm giao điện luôn. Tập trung của Soraka quá mà quên mất là mình cần bắt thêm một Piana. Thế là bị miss mất một con. Vừa chơi cái nhà lối đi riêng tanh yếu xong thì họ sắm luôn 7 trên 8 con 2 sao với hai con lợn 2. Afe thì cũng đã ra tới con thứ 7 nhưng mà vẫn thua bài mình. Tiếp tục bỏ qua một con Piana khi mà mình quên mất là cần tích 4 Istan chứ không phải là 3 Targon. Nhà mình gặp ở round này đánh bằng hai con Modern và cũng đã roll ra được con thứ 8. Chấm dứt mối nguy hại tranh giành top 1 với mình bằng cách là tiễn ông mày lên bảng đến top luôn. Modern khá là khổ cực trong việc dứt điểm Nico 3. Nico tạo giáp và được hồi máu từ Sumaka là quá nhiều. Sau đó yếu máu lại kích Istan băng. Bên kia chiến tuyến thì nhà lối đi riêng để thua nhà cặp đôi vô pháp. Săn rồng ngàn tuổi và lấy thêm về quỷ thư cho Nico 2. Roll và cho Afe vào sân kích 3 Targon. Lẽ ra là từ nãy giờ nếu mà mình bắt Tiana cho vào sân thì hiện tại mình có thể lên được level 8 rồi đấy các bạn ạ. Hơi lỗi ở phần này. Sau 2 round tích tiền thì cái nhà lối đi riêng chỉ update thêm đồ cho Kai'Sa. Còn lại thì không update thêm tướng gì mới. Bị nhà mình đấm 4 chết và còn lại 13 máu. Cặp đôi vô pháp thì để thua cái bóng của mình với 1 chết. Nhận thấy lỡ hết tiền rồi nên là mình muốn tìm một con Quiana để thử xem là đam của 4 Istan băng chứ không cần lên cấp nữa. Mình roll và nó không ra. Round này mình gặp bóng nhà vô pháp nên chiến thắng khá dễ. Nhà lối đi riêng đã có sự đột biến khi mà update được Kai'Sa 3 sao. Tuy nhiên là để lên được 3 sao thì ông này cũng đã đánh đổi khá là nhiều. Khi mà bán gần hết tướng trên sân đi chỉ có lại 4 con. Mà các bạn biết đấy, ít chết mà gặp vô pháp thì chỉ có niệm thôi. Kai'Sa chỉ kịp tung skill 2 lần không đủ để clear sàn. Vô pháp tràn vào và ông này bốc hơi khỏi lobby. Cuộc chiến chỉ còn lại 2 nhà. Cuộc đối đầu 1v1 vẫn khá là căng. Team mình và team bạn đều gây đam rất nhiều. Nico team mình 20k đam nhưng mà bị sốc chưa để tung skill lần cuối, nên là đã bị chảy máu đến chết và mình để thua ở round này. Lấy về thêm clip phép ở chợ cho Nico 2. Combat một lần nữa vẫn rất căng thẳng khi mà mình thắng đối thủ chỉ duy nhất một chết. Sao mà đó được? 4 Istan cuối cùng cũng xuất hiện. Hai là số máu còn lại của ông này sau khi tiếp tục để thua mình một chết ở vòng 6.6. Nhưng mà cuộc chiến vẫn chưa kết thúc đâu.
lấy thêm một cái bốc đồ sau khi săn rồng ngàn tuổi và mình dành nó cho Milio. Combat ở 7.1 sẽ là combat cuối cùng. Nãy giờ mình thắng họ một chết chỉ là chơi đùa thôi. Round này mình sẽ xếp hẳn Soraka lên hàng đầu ở phía Nico, để khi mà Nico nở hoa sẽ gây đủ một lượng đam khiến cho các vô pháp tìm bạn nhảy ra sau, chứ không phải đánh vào Soraka nữa. Lúc đấy thì cô nàng này sẽ được chơi game thay vì chết chay như những vòng trước. Đúng như kịch bản, Kata tìm bạn cùng các tướng vô pháp khác. Khi nhận một skill nở hoa của Nico đã phải nhảy ra sau, Soraka đã được chơi game. Dù đã cố gắng xúc thêm một lần nữa chết Soraka team mình, nhưng mà sau đây cú nở hoa tiếp theo của Nico đã tiến hết các tướng vô pháp team bạn về với cái top 2. Còn top 1 đương nhiên là của Nắng. Tổng kết, Soraka cặp đôi là một bài đấu rất mạnh nếu như mà roll đủ form. Đồ giảm kháng phép nên để cho vị tướng khác cầm, ví dụ như là giao điện cho Soraka thay vì nó xét cho Nico để Nico được tối ưu đồ. Roll 6 hay 7 tùy thuộc là bạn giàu hay nghèo, nhiều máu hay là ít máu trong từng trận. Thường thì roll 6 sẽ hơn. Lõi cặp đôi vàng hay là kim cương đều có thể chơi được. Không có cặp đôi vẫn có thể chơi tốt bài đấu Nico Soraka này với 4 can trường và 4 hiệu triệu nhân. Các instant ngon để chơi bài này là mộc, băng và thổ. Ok, hết rồi đấy. Các bạn nhớ là mua bánh và trà sữa của Flourish để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn lên rank vui vẻ. Bye bye.